Chào các bạn, mình là Vũ Y Sin và hôm nay hiện hển muốn mình độ xe cho nó. Và bây giờ nó đã tới nhà mình rồi. Trời ơi, gì vậy, gì vậy? Vũ ơi. Gì? Độ xe cho em đi. Hả? Độ xe cho em đi. Nay mày đòi độ xe luôn. Xe mày độ gì trời? Thôi, xe mày có gì đâu độ. Bóc đầu mà, ai đồ bóc đầu mà độ gì? Thôi, Vũ ơi. Gì vậy? Gì vậy? Trời. Bây giờ mình không biết độ gì cho nó nữa. Hung đi. Xe đi. Đổ gì giờ, xe mày có gì đâu độ. Giờ nè anh thấy cái gì ta, xe mày có gì đâu độ nè. Giờ anh thấy cái sơn, màu sơn của em nó xấu quá à. Nè không thấy nó chóc tùm lum mà. Giờ sơn xe ở đây, độ gì nữa. Vậy sơn đi. Sơn màu gì giờ? Tí sủ dần mẹo thị vụ. Và giờ mình không hiểu nó đang nói gì luôn. Gì khứa? Màu titan. What? What the hell? What the hell? Màu titan có đâu mà sơn khùng này. Sơn màu hát đi, giờ nè có nhiều màu lắm. Giờ nè màu vàng nè, anh thấy màu vàng đẹp nè. Màu đỏ, mấy cái màu này phải sơn lót nha. Là màu cam, với lại màu màu đen, đen nhám. Đó, có nhiều đó màu đó, em chọn đi mà mấy màu nó đẹp không á. Đen nhám là giống anh á. Mà lấy đen nhám đi. Sơn đen nhám hả? Đúng rồi. Cho nó nổi hả? Cho nó nổi hai cái vàng cam dưới. Sao không sơn màu hồng hay gì đó, màu hồng cũng đẹp lắm á. Hồng hả? Hồng là mái đồ, chứ màu đen nhìn như cục. Nhưng mà màu hồng á, xài một thời gian nó bị phai màu trắng đó nha. Không, màu đen đi. Vậy màu đen đúng không? Ok, nay anh sơn màu đen cho em biết sơn không? Không. Không biết sơn anh chỉ. Ok. Nay anh chỉ cho em sơn cách sơn, làm sao cho đẹp. Với lại nó không bị chảy. Đó, hợp lý chưa? Hợp lý. Ok, giờ anh đi em đi mua sơn. Ok. Ờ giờ em cất xe qua đây đi, cất qua đây nè. Để xe này, nay là mình sơn xe này mà. Bữa nay anh sơn cho em không lấy tiền luôn, ok chưa? Ok. Hánh móc đầu mà, xe nào cũng móc được. Bây giờ em lấy xe này anh đi đây cho nó ngầu. Hợp lý không? Tại xe này thường thường người ta sửa xe, không bao giờ người ta đem xe hư, người ta đem đi giấy hết đó. Đúng không? Đúng rồi. Chạy xe này đi, xíu nữa còn dở đầu cho các bạn coi. Rớt đi mua sơn nè. Đi anh Út. Ủa? Ta đi nữa mà. Ta lấy xe này nè, cố ơi. Từ từ. Lấy chìa khóa, lấy chìa khóa. Mình với nó ghé mua nước các bạn ơi. Mình đã mua sơn về rồi nè, giờ chuẩn bị sơn. Cũng nói chung là trà rửa trước rồi xong mới sơn nha các bạn. Uống miếng nước cái đã. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo bánh xe trước cho hiện hển tháo nha. Cố lên em. Tháo hết hai bánh luôn á. Cậu. Má mạnh bảo mày. Rồi rửa xe cho sạch sẽ, sơn nó mới đẹp được. Rửa mấy cái vết bụi này nè, thấy không? Khát quá trời, lấy đèn chải sạc luôn. Trời ơi. Sorry. Bây giờ vinh ra ngoài sơn đi, để em công để đây hôi lắm. Đi đi hê. Rồi bây giờ em nè, em muốn sơn đẹp á, đầu tiên em phải rửa cho nó sạch, đúng không? Rồi em phải chà nhám nữa. Cái này là mình chưa có chà nhám nha, nha. Đầu tiên á em để một gang tay nha, xa một gang tay à. Rồi em xịt, em nhấp á biết không? Nhấp xịt cái buông, xịt cái buông, ừ. Xịt cái buông, ừ. Từ từ nhẹ nhẹ thôi. Nè, giờ nè. Em nằm nhẹ ha, chậm nhẹ ha, lắc lên đều cái. Rồi xong em xịt cái nhẹ, đi một đường nữa là nó sẽ đều hơn nè. Còn của em nè, nó vẫn còn bị chảy ha. Đều hơn đó, giờ là sơn cái nhấp gì đó, nó tiết kiệm sơn với lại nó đẹp nữa đó. Sơn đây, ừ đúng rồi, nhấp từ từ. Đúng rồi. Rồi cứ thấy bắt nguyên nhai coi chừng trúng cái cổ nè, từ từ. Sơn mấy phần dưới trước đi. Mấy phần này em phải chi tiết lại xíu. Đáng lẽ phải tháo cổ luôn á. Hiểu chưa? Dễ trai bản không? Rồi, nó thấy đẹp rồi đó. Công nhận đệ tử anh hay ha. Đúng rồi, nhấp gì đó.
đẹp chứ trời nè, không hề chảy sơn luôn các bạn ha, có chảy đâu, mở led cho các bạn sâu luôn đó. Chảy miếng nào bạn nào thấy được comment luôn. Được rồi, giờ lật lại đi cho nó kỹ, lật ngược lại xe thôi, lật đi, lật ngược lại. Thấy anh chỉ dễ không? Ờ xịt vậy đó, còn nửa chai luôn, hơn nửa chai luôn á ha. Lật ngược lại, xây ngược đầu quá cố ơi. Ừ nó ở dưới nó còn quá trời chỗ chưa ấy không, thấy không? Đó, nó còn xanh lè nè, thấy không? Mình sơn cho kỹ luôn, hiểu không? Rồi cứ xịt chống anh nãy giờ là ok. Đúng rồi. Đó, thấy không? Sơn nguyên chiếc xe luôn, còn nửa chai sơn các bạn. Đó, lắc còn tiếng sơn luôn. Đó, đẹp chứ bộ. Nè, nhìn cái màu nè. Bá cháy liền. Không sao, xíu nữa mình fit lại được. Không hề chảy nha. Bây giờ là hiện hển đang chà cái niền cho nó sáng các bạn. Thấy cái câm của idol không? Idol bóp đầu đó, cái câm phải như thế này. Còn cộng với sơn, em sơn luôn đi, giống nãy vậy đó. Đó, đúng rồi. Đó, lên màu đẹp liền. Dây sơn mạ vàng. Ok bạn, bây giờ mình sẽ gắn dây sơn cho nó nha. Dây sơn mạ vàng đó. Ai mua mấy tỷ đó nha. Ôi trời. À, sơn mạ vàng không dám làm cho chày luôn á. Rồi, gắn vô. Đẹp đi. Xanh sơn nữa, mà hơi cẩn vô. Má cháy luôn, cái chèn xe mới luôn ta. Đấy là sen hiện y chang xe mới luôn các bạn. Dạ. Không có độ gì nhưng mà sơn lên nhìn đẹp ha. Xíu nữa dở đầu mấy cái cho bạn coi nha, các bạn coi nha. Ok đẹp không? Đẹp. Mấy điểm, mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm. Đâu bóc cái nhẹ cho các bạn coi. Bóc bóc phút này nè. Ừ, bóc cái nhẹ thôi. À, idol bóp đầu nhẹ nhàng thôi các bạn, bóp nhiều quá YouTube nó xó đó. Rồi bóp ngược ra luôn, bóp ra luôn, tới đây luôn nha. Đó, vừa lòng chưa? Đó là hánh bóp đầu mà. Ok, nếu các bạn thích video của mình, nhớ đây là mình like, đăng ký nha. Chia sẻ mình tay giúp mình nha các bạn.